Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Ngày hôm nay đứng cạnh chúng tôi là một chiếc xe hoàn toàn mới trong gia đình Hyundai tại Việt Nam. Vâng, đây là chiếc xe IONIQ 5, một chiếc xe điện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là chiếc xe này có cái gì đặc sắc, có những đặc tính gì để chúng ta đáng mong chờ và đáng để sở hữu. Về kích thước tổng thể thì IONIQ 5 có tổng chiều dài lên tới hơn 4,6m, có nghĩa là tương đương với rất nhiều dòng xe đang nổi tiếng trên thị trường Việt Nam hiện nay. Ví dụ như là Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V và một số dòng xe khác. Nhưng mà một thông số quan trọng hơn rất nhiều, đó chính là chiều dài cơ sở. Thì chiều dài cơ sở của chiếc xe này lên tới 3m, cực kỳ lớn, tức là tương đương với rất nhiều dòng xe cỡ lớn tại Việt Nam hiện nay. Và không gian sử dụng bên trong như thế nào, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trong phần nội thất. Khi mà nói tới một chiếc xe điện thì những thông số mà chúng ta quan tâm đương nhiên đó chính là động cơ và tầm hoạt động của pin. Thì động cơ của chiếc xe này theo công bố chính thức là khoảng 217 mã và mô men xoắn là khoảng 350 Nm. Như vậy là nếu như so sánh với một động cơ xăng thông thường thì nó có thể tương đương với một động cơ khoảng 3.0 đến 3.5 lít nạp khí tự nhiên. Cũng theo công bố chính thức có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng khoảng 7,4 giây. Đi cùng với động cơ này là một bộ pin có dung lượng là 72,6 kWh. Như vậy là gần gấp đôi so với dung lượng pin của chiếc xe VinFast VFE34. Và để sạc đầy từ 10 đến 80% với một bộ sạc siêu nhanh là trong vòng khoảng 18 phút. Với một bộ sạc đi theo xe trong gia đình thì sẽ phải mất khoảng 20 giờ, tức là gần như là mất một ngày để chúng ta có thể sạc pin. Toàn bộ không gian khoang máy của chiếc xe này thì ngoài cùng đó chính là hộp cầu chì. Đấy. Và đây vị trí trung gian. Thông thường trên động cơ xăng thì nó là động cơ, nhưng ở đây nó là một cái khoang chứa đồ. Và đây là một số những cái phụ tùng khác ở đây, ví dụ như là nước rửa kính hay là nước làm mát động cơ. Về mặt thiết kế tổng thể thì chúng ta sẽ thấy là IONIQ 5 không giống với bất kỳ một dòng xe nào khác của Hyundai trong lịch sử của hãng này. Tất cả những cái đường nét để tạo nên chiếc xe này đều là những cái đường rất thẳng, rất khoát và những cái chi tiết đều rất độc đáo và mới lạ. Những cái điểm nổi bật ở mặt ngoại thất phải kể đến, ví dụ như là phần đầu xe, đèn chiếu sáng toàn bộ sử dụng công nghệ LED. Một vài yếu tố độc đáo khác phải kể đến, ví dụ như là gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tất cả các chức năng và có cả camera và tay nắm cửa tích hợp kiểu này để tăng tính khí động học của xe. Và đây, chiếc xe này thì cũng có một bộ mâm vô cùng độc đáo, kích thước rất lớn và sử dụng lốp là 255/45 R20. Và cũng giống như nhiều dòng xe crossover hạng C khác thì chiếc xe này cũng được trang bị hệ thống treo độc lập cả 4 bánh, phanh đĩa cả 4 bánh, phía trước là phanh đĩa tản nhiệt và phía sau là phanh đĩa đặc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm không gian nội thất xe. Ngay khi mà bước vào không gian nội thất thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng hoàn toàn khác biệt so với tất cả những cái gì mà chúng ta từng thấy trên những dòng xe xăng. Có rất nhiều yếu tố độc đáo trên chiếc xe này. Nổi bật đầu tiên đó chính là cụm màn hình đôi. Và mỗi màn hình có kích thước là 12,3 inch. Phía trước vẫn có màn hình điều khiển và kiểm soát xe. Và đây là chính là điều mà khác hẳn so với chiếc xe điện của Việt Nam, đó chính là VinFast VF8. Bên cạnh đó là một màn hình cũng là 12,3 inch và kiểm soát những cái thông số về mặt kỹ thuật của xe. Vô lăng có thiết kế chỉ có hai chấu thôi, rất đơn giản nhưng mà cũng bao gồm tất cả những cái chức năng, ví dụ như là từ đàm thoại rảnh tay, kiểm soát menu hay là hệ thống kiểm soát các chức năng an toàn thông minh của Hyundai, ví dụ như là kiểm soát giữ làn, duy trì làn đường, kiểm soát tốc độ vân vân, rất nhiều những cái chức năng khác. Tiếp đó là về mặt chất liệu thì chất liệu của chiếc xe này là hoàn toàn là da, thậm chí là táp lô hay là táp pi cửa cũng là những cái chất liệu mềm. Phải nói là ngay khi bước vào chiếc xe này thì về mặt chất liệu là chúng ta đã cảm thấy là nó có cái gì đó rất là sáng sủa, trang nhã, rất tỉ mỉ và tinh tế. Tiếp đó là một vài cái trang bị rất độc đáo mà chúng ta lần đầu tiên gặp trên một chiếc xe hơi. Đây, từ cái phần học tì tay, tích hợp các khay chứa đồ ở giữa hai ghế, có thể trượt với biên độ trượt rất lớn. Như vậy là nếu như chúng ta muốn đi lại, di chuyển giữa hai ghế thì chúng ta có thể trượt về phía sau. Và khi mà chúng ta lái xe và muốn có một cái tì tay thuận tiện nhất thì chúng ta trượt lên trên. Đấy, với cái tư thế như thế này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác, một cái tư thế để điều khiển xe vô cùng thoải mái để chúng ta có thể chạy trên hành trình dài. Một vài cái trang bị cao cấp và độc đáo khác của chiếc xe này phải kể đến, ví dụ như là cửa sổ trời cỡ lớn, mở theo phương pháp cũng mới lạ và độc đáo. Và tiếp đó, lưng của hàng ghế trước có thể ngả ra thành một cái vị trí như một chiếc giường để chúng ta thư giãn khi mà trên hành trình chúng ta muốn nghỉ ngơi.
cần chuyển số được bố trí ở đây. Cũng rất là mới lạ. Kiểm soát rất là dễ dàng. Đó. Và tiếp đó, không thể thiếu đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Bây giờ tôi đang ngồi hàng ghế sau. Có thể nói là chiều dài cơ sở lớn khiến cho không gian khoang sau vô cùng rộng rãi. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Rộng tới khoảng 30cm. 30cm, cực kỳ rộng. Và độ ngả lưng ghế cũng rất tối ưu để chúng ta có một cái vị trí ngồi tạo cảm giác thư giãn. Độ ngả lưng ghế này tôi nghĩ là chắc là khoảng 30 độ. Một vài cái trang bị tiện ích ở không gian khoang sau phải kể đến, ví dụ như là hộc tì tay tích hợp đựng để nước, cửa gió điều hòa riêng, đèn chiếu sáng nội thất. Và dĩ nhiên một chi tiết không thể thiếu để tạo không gian riêng tư, đó chính là rèm che nắng. Và đây là không gian chứa đồ tiêu chuẩn của Hyundai Ioniq 5. Độ sâu của khoang chứa đồ tiêu chuẩn lên tới khoảng 1 mét. Có nghĩa là đây là không gian chứa đồ phải nói là cực kỳ rộng, có thể chứa được rất nhiều đồ cho cả gia đình trong một kỳ nghỉ dài. Và trong khoang chứa đồ này thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái bộ phụ kiện. Đây là bộ phụ kiện để sạc tại nhà, để sạc đầy một cái tấm pin hơn 72 kWh này thì chúng ta sử dụng cái bộ sạc này và cắm vào hệ thống sạc điện gia đình và sạc trong vòng khoảng 20 giờ đồng hồ. Đấy là theo thông báo chính thức từ Hyundai. Ngoài ra một bộ phụ kiện thứ hai, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một bộ phụ kiện như thế này. Đây là một cái bộ phụ kiện để lấy điện. Chúng ta khi mà cắm vào cái chỗ sạc này, ở đây có một cái ổ cắm bình thường, thì chúng ta có thể lấy nguồn điện từ xe để sử dụng trong những cái chuyến dã ngoại. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng cho máy sấy tóc, hoặc là bếp nướng, hoặc là hệ thống đèn chiếu sáng và rất nhiều những cái hệ thống điện khác. Và bây giờ đến lượt phiên tôi lái thử. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, gật gù và khoảng cách. Và bây giờ cũng như các dòng xe điện khác thì xe sẵn sàng sẽ có chữ Ready hiển thị trên màn hình. Mức pin bây giờ đang là 87% và tầm hoạt động đang là 366 km. Tức là còn 87% thì đi được 366 km nữa. Và khi mà pin đầy thì sẽ đi được khoảng 450 km. Như vậy là tầm hoạt động cũng rất ấn tượng so với chiếc VinFast đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình. Cần số được bố trí ở vị trí khá là thuận tiện. Điều khiển rất dễ dàng. Xe chuyển bánh rất nhẹ nhàng, rất yên tĩnh. Dĩ nhiên rồi, với một chiếc xe điện thì chúng ta sẽ không thể có một cái âm thanh gì như là động cơ xăng hay là diesel. Thực sự là xe rất lướt. Mình sẽ thử tăng tốc từ 0 đến 80 cây số một giờ xem là nó khoảng bao nhiêu giây. Đây, tôi đang điều chỉnh chế độ thể thao để có cái sức bật tốt nhất. Ngoài ra thì chiếc xe này có hai chế độ khác, đó chính là Eco và Normal. Nhưng bây giờ chúng tôi để chế độ thể thao xem sao. Bắt đầu. 3, 2, 1, chạy. Nhanh quá nhỉ. Chắc là sẽ chỉ mất khoảng 6 giây để tăng tốc từ 0 đến 80 cây số một giờ. Vâng, và bây giờ là tăng tốc từ 0 đến 120 cây số một giờ. Lúc nãy khi mà tăng tốc từ 0 đến 80 cây số một giờ thì thực sự là động cơ cực kỳ mượt, rất mạnh. Cảm giác như là tăng tốc trên một chiếc xe chạy xăng và với máy dung tích khoảng 3.0. Bây giờ thử tăng tốc lên đến 120 cây số một giờ xem là nó mất khoảng bao nhiêu giây. Vẫn chế độ Sport. Cả nhà chuẩn bị chưa? Ok. Rồi, trên xe của chúng tôi đang có một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp, cho nên là cô ấy không thích tăng tốc đột ngột lắm. Nhưng mà thôi, cố gắng một lần. Cố gắng một lần nhé. Ok, rồi. Bắt đầu. 3, 2, 1, chạy. Úi giời. Sức bật phải nói là khủng khiếp. 90. 100, 110, 120. Wow. Thực sự quá là mượt. Lên đến 120 chắc chỉ khoảng 9 giây. Khoảng 9 giây, tôi đoán là như vậy. Phải nói là quá mạnh mẽ. Bình thường chúng ta sẽ nghĩ rằng là những chiếc xe điện nó sẽ có một cái gì đó tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng hóa ra không phải. Nó thực sự rất mạnh mẽ và hoạt động vô cùng lôi cuốn. Và trong không gian đô thị thì đương nhiên là một chiếc xe chạy điện nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.
Và về khả năng cách âm thì rất tiếc là trong ngày hôm nay thì chúng tôi chưa có đủ điều kiện thực tế để đánh giá. Nhưng mà theo cảm nhận ban đầu của chúng tôi thì khả năng cách âm cũng ở mức tốt, có thể nói là tốt. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái đoạn đường sóc này đúng không? Để xem là nếu như có con ốc nào thừa hoặc là cái tiếng gì kêu thì nó sẽ bộc lộ ra hết. Ok. Vô cùng ấn tượng. Khi mà đi qua những cái địa điểm mấp mô như vậy, thân xe lắc lư liên tục nhưng mà gần như là không có cái tiếng kêu lạ ở dưới bên dưới gầm xe. Rất tốt. Vô lăng trợ lực vừa phải. Ở tốc độ cao thì vô lăng trợ lực có nặng hơn một chút nhưng mà vẫn chưa phải là hệ thống vô lăng đầm chắc như là một số dòng xe khác. Nói chung là các dòng xe của Hyundai vẫn có hơi hướng là vô lăng nhẹ. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm siêu tốc mẫu ô tô điện hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam, IONIQ 5. Có thể nói rằng đây là một chiếc xe vô cùng độc đáo với những tính năng hoạt động tuyệt vời và những trang bị cũng hết sức sang trọng và tinh tế. Và quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Và dự kiến mẫu xe điện này nếu như ra mắt tại thị trường Việt Nam, mức giá của nó sẽ khoảng bao nhiêu là hợp lý? Chúng ta cùng nhau chia sẻ quan điểm bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Thân ái chào tạm biệt và mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo.